sao nào, đứng xem nào. Đấy. Wow. Tiếp tục khuấy. Cái đó là nước đá để tan đó em ạ. À. 70ml thì ít hơn hôm qua nhé. Nhưng mà hình như nó cũng cần phải có lỏng lỏng. Ra nội trợ em ra làm cho Tú ăn gà chiên. Chút giờ em có nấu ăn đâu nên đừng có hy vọng. Thôi cũng giống như món chuối chiên ngon.
sôi được rồi, 170 độ. Chú nấu được không chú? Thử đi. Không biết nữa. Thử nha, hôm nay em thử ăn một lần nói nhá. Em sẽ đình công. Quá sẽ không ăn. Đây. Ơi, xin mời nữ công da trắng nha. Một vài nữ công da trắng nha. Nấu món đó món cho em ăn thử coi ăn có ngon không nha. Nha. Ta. À cái gì? Đấy, em mặc cho cái tạp dề nè. Đó. Trời ơi, đẹp trai đẹp người luôn. Thôi dở đi. Đi đây. Bước của mình chính là ăn kem và đợi được chồng cho ăn. Có chồng để làm gì? Để sung sướng tận hưởng chứ làm gì? Làm được là làm hoài luôn đó. Anh sẽ chiên ngon đấy em ạ. Ok, im tin đấy. Sao rồi? Đúng rồi. Đâu? Wow. May quá, chiên không phèo. Đâu nào, bước xếp nào. Đấy. Và bây giờ là Era sẽ xào rau cho Tú ăn tối. À, rau ngon quá, cái đó gọi là rau gì vậy ha? Cải chi à? Giờ hai đứa quyết định là phải không ít ăn ngoài lại. Mẹ dặn hai đứa không ít ăn ngoài lại để kiểu theo thì hơn, ăn rau nhiều hơn. Với tôi cũng có vấn đề về sức khỏe cho nên là phải ăn rau nhiều một chút. Mà bà đã quyết định là bà sẽ nấu ăn cho tôi ăn. I love Ella.
Mac and Lobster Mixture. Và đây là mâm cơm. Mâm cơm đơn giản chỉ có 3 cái đùi gà, một dĩa rau xào, một tô rau xào và một cái rổ rau, hết rồi, 2 chén mắm. Thế thôi. Rồi giờ thì ăn cơm. Ngon quá. Dạ sư một. Samita. Dùng dưa lá đi. Hả? Lá. Sao á? Cái này. Em muốn ăn dứa không? Ôi, cạp gà kìa. Nóng không? Ngon á. Em đã luộc gà trước khi làm. Em còn bỏ gà vô đá nữa cho nó săn thịt lại nữa. Dạ số 1. Ăn đây. Có cần tương ớt không? Nóng. Cũng đi. Kabam. Như là đứa trẻ gặp chân gà ấy.